unboxing con có tên là AriZero Arios Pro. Và đây là một con hàng khá là khủng của năm 2020 và cái màu sắc của nó cũng cực kỳ là nổi bật. Và sau đây Tám Anh sẽ có thể unboxing con này và anh em có thể thoạt nhìn cái hộp của AriZero Arios Pro nó khá là xấu nếu mà so hộp với Vaporfly X100 của mình như ở đây. Mình là một fan cứng của Nike và cái hộp của Vaporfly X100 được thiết kế khá là cầu kỳ và cứng cáp. Tuy nhiên thì cái cảm nhận đầu tiên của mình thì nó trông nó khá là lở. Sau đây thì anh Mạnh sẽ có thể là nó sẽ bên trong có cái gì đặc biệt hơn hay không? Hộp của nó thì cũng không có gì là khác biệt so với những cái hộp khác của Adidas cả. Thậm chí hộp này chỉ bằng những cái giày thôi, những cái hộp của mình thường của Nike này thì thôi. Mình cũng không để anh em đợi lâu thì sẽ unbox luôn rồi. Mình kéo cái này ra. Thực ra đây là một trong những cái đôi siêu phẩm mà hộp sánh ngang với những cái đôi dòng racing của Nike. Sau đây anh Mạnh sẽ có thể là mở ra để xem cái màu của đôi mà chúng mình đang sở hữu trên tay nó màu gì nhá. Ôi đôi vàng xanh này khá là đẹp. Đôi này size mấy anh nhỉ? Đôi này hiện tại anh đang có trên tay đây là size 10 US. Trông nó khá là tầm tầm và to. Và như mình đã nói thì đôi này được liệt kê ra một trong những đôi mà được so sánh với dòng racing của Nike. Đây mình sẽ nói qua về dòng Dash bởi vì thú thực là mình là fan của Nike nên mình cũng sẽ không có nhiều hiểu biết về Nike cho nó, về Dash cho nó. Thế về bây giờ mình nói trước về cái đặc điểm đột phá của công nghệ này của về giày Adidas đây, đặt cho xem hai cái mặt đế của Adidas, kể cả những cái lòng dưới này trông cũng rất là xấu nếu mà so với lại đây Alpha Fly nhìn này. Alpha Fly cũng có biểu tượng rõ ràng, thực sự là cái vân dù độ hoàn thiện của nó đẹp hơn là Adidas rất nhiều. Adidas thì trơn này trông chẳng khác gì cái bánh mì cả, rất giống một cái hot trend của chị em mình thời thời CD giày đế bánh mì. Mình không biết anh em mình đang làm một cái video để có thể là chê cái đôi giày AriZero Adios Pro này không nữa, nhưng thực sự là nếu mà so sánh của nó với cái cách thiết kế của Nike thì nhìn có thể thấy rằng với cái phần đế này nó thiết kế được tốt hơn rất là nhiều. Và nếu anh em nào muốn hack chiều cao thì cũng có thể đi cái đôi này, mình đoán như vậy. Còn không biết là cái công nghệ đế gì ở cái đế của Adios Pro này có gì đặc biệt mạnh hơn? Tuy nhiên là cái đế của nó là đặc biệt là công nghệ của Adidas nằm ở cái đế này. Đế này thứ nhất mình nói về cái phần đối diện với đại thành carbon khác hẳn thành carbon của các hãng khác là thường là dài fiber carbon. Cái carbon của Adidas nó có một phần carbon có thể là sau tiếp theo là mình cảm giác bàn chân của mình đây là một bàn chân của mình đây thì nó có một cái đệm carbon ở gót bàn chân và năm cái thanh carbon chạy dọc ra qua các ngón chân, gọi là Enridos. Đây là một công nghệ đặc biệt của Adidas, nó giúp cho mình duy trì được một tốc độ trong thời gian dài, tối ưu năng lượng và cũng như là giảm các tác động vật lý lên đôi chân của chúng ta. Thực ra nếu đối với nhiều anh em không biết thì thực ra cái công nghệ carbon được áp dụng trong khá là nhiều những cái đôi racing của Nike. Và như anh Mạnh nói thì với cái cách thiết kế đặc biệt của đôi AriZero Adios Pro này, với cái cách thiết kế của thanh carbon nó dọc theo những cái xương bàn chân như vậy đúng không? Wow. Thì với cái đôi Alpha Fly này thì mình đã nói trong khá là nhiều video thì đây là cái thanh carbon nó có tên là Fly Plate. Và nếu mà anh em đã sử dụng cái đôi Fly Alpha Fly này thì có thể nhìn thấy rõ rằng cái thanh carbon này xuất hiện rất là rõ ràng trên những cái đôi như thế này. Tuy nhiên thì về cái phần carbon như thế nhưng mà về cái phần upper của nó thì chúng ta sẽ cùng nói tập trung xoáy sâu phần upper. Thì cái điểm mà chúng ta có thể thấy ngay đầu tiên đấy chính là cái phần màu của nó như thế này. Anh em có thể thấy đây là một cái màu vàng chanh và đây màu này cực kỳ là nổi. Và đôi này cũng là một đôi unisex của anh nhỉ, đúng không? Đôi này unisex cả cho nam và cho nữ. Và một cái công nghệ nữa của Adidas cũng là phần đế này. Thay vì đế hút hay là những cái dòng đế khác thì họ dùng cái đế này đế Lightstick Pro đáp ứng được cái nhu cầu là càng ngày càng giảm cái độ nặng của đôi giày, nên là người ta đã tạo ra một cái công nghệ hoàn toàn mới lần đầu tiên tốt nhất của Adidas, lần đầu tiên tốt nhất. Thực ra cái công nghệ này thì đây cũng là lần đầu tiên em nghe thấy và thú thực thì với cái sự hiểu biết của mình về những dòng của Adidas thì mình không có nhiều hiểu biết lắm, nhưng mà mình cũng đã thử chạy trên cái đôi Ultra Boost và thực sự là mình cảm thấy khá là thất vọng với những cái đôi đó, bởi vì nếu mà anh em đi quen những dòng Nike và chuyển sang những cái đôi của Dash thì đảm bảo anh em phải chân khá là khỏe. Tuy nhiên những dòng của Dash sẽ rất là hợp với nhiều anh em nếu mà anh em đã có thời gian training trong một thời gian dài khi mà chân anh em đã khỏe hơn. Và có một cái kết quả khá là bất ngờ trong những giải chạy marathon gần đây thì những cái đôi AriZero Adios Pro này đang chiếm vị thế và có vẻ như là được Dash truyền thông khá là hiệu quả, và cái tên của AriZero Adios Pro đã được xuất hiện trên những cái kệ giày của những cái running store. Và ngày hôm nay thì anh em mình đang làm một số những cái trải nghiệm qua về cái đôi
Vizero Adios Pro. Và thực sự đây là một số những cái cảm nhận đầu tiên khi anh em mình nhìn cái đôi giày này thôi, bởi vì thực sự thì hai anh em đều chưa có cái trải nghiệm đặc biệt trên chính cái đôi giày này. Và hy vọng sang năm 2021 thì Am Anh có thể đầu tư một đôi Adizero Adios Pro. Chắc chắn rồi. Để có thể bán những PR và có thể chia sẻ cho anh em những các trải nghiệm thực tế. Bởi vì anh em mình năm 2020 thì anh em mình mới trải nghiệm trên đôi Alpha Fly như thế này. Và hiện tại thì shop vẫn còn một số đôi Alpha Fly, kể cả mới và kể cả những phiên bản Nike New, để anh em có thể tham khảo và anh em có thể inbox để check giá. Và hẹn gặp anh em trong những video tiếp theo của The Shoe Dog Shop. Bye anh em nha.